Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Random Channel của mình. Hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2019, nhằm ngày 4 tháng 11 năm 2019 âm lịch. Và như vậy là còn đúng 56 ngày nữa sẽ đến Tết Ta, hay còn gọi là Tết Nguyên Đán. Như các bạn đã biết đó, cứ hàng năm gần tới dịp Tết thì tất cả các mặt hàng đều tăng giá, từ dịch vụ, sản phẩm, hàng tiêu dùng, phần lớn đều tăng giá và giá xe cũng nằm trong số đó nha các bạn. Và hôm nay mình sẽ tổng hợp giá xe tháng 12 của một số loại xe Honda được khách hàng quan tâm cũng như sử dụng phổ biến rộng rãi nhất cho các bạn tham khảo. Các bạn lưu ý giùm mình là các giá xe này chỉ cho các bạn tham khảo ở thời điểm hiện tại. Như mình đã nói, giá xe từ giờ tới Tết có thể thay đổi theo từng ngày. Và giá xe mình báo là giá xe chưa giấy tờ nha các bạn. Tùy từng khu vực mà giá xe có thể thay đổi khác nhau, hoặc các bạn muốn biết thêm thông tin chính xác có thể liên hệ theo số điện thoại là 0329 555 666 gặp anh Cần để được tư vấn chính xác nhé các bạn. Các bạn nào ở khu vực Bình Dương cũng như các tỉnh thành lân cận có thể liên hệ theo số điện thoại mình vừa đọc trên. Và thêm một điều nữa là theo ý kiến cá nhân của mình thì bạn nào mua xe nên gấp rút mua ngay thời điểm này, vì càng để cận Tết á, thì giá xe nó càng cao nha các bạn. Và các bạn nếu để quá cận Tết thì khả năng lấy biển số xe kịp trong Tết cũng rất là khó. Nếu các bạn không mua kịp ở thời điểm hiện tại cũng như chưa có nhu cầu cấp thiết lắm thì có thể đợi sang năm hoặc là qua Tết, giá xe có thể sẽ giảm hơn so với lại thời điểm cận Tết sắp tới. Và các bạn nào xem clip xong nhớ đăng ký kênh cũng như like clip để ủng hộ mình, cũng như theo dõi các tin tức về xe nha các bạn. Trong kênh của mình cũng có cập nhật một số loại xe cổ nữa, thì bạn nào có thể vào kênh mình để tham khảo thêm nha. Cảm ơn các bạn. Và đầu mình sẽ quay cũng như báo giá chiếc Winner X nha các bạn. Thì Winner X hiện tại là có 3 phiên bản. Phiên bản thể thao là có giá khoảng là 44 triệu đồng, và phiên bản đen mờ có giá khoảng là 47 triệu 700 ngàn đồng, và cuối cùng là phiên bản camo có mức giá khoảng là 47 triệu 700 ngàn đồng cùng giá với phiên bản đen mờ nha các bạn. Đó, đây là giá Winner X thời điểm hiện tại. Và tiếp theo đó chính là chiếc Honda ABFI. Thì phiên bản AB này là gồm có những phiên bản sau. Đó chính là phiên bản đen mờ giá cao cấp có giá dao động là khoảng là 45 triệu 700 ngàn đồng nha các bạn. Và phiên bản Manet sơn tự tính thì có giá khoảng 42 triệu 300 ngàn đồng. Và phiên bản đặc biệt khoảng 41 triệu 300 ngàn đồng. Và cuối cùng là phiên bản tiêu chuẩn có giá rẻ nhất, đó chính là khoảng 39 triệu 600 ngàn đồng. Tiếp tục thứ ba đó chính là Honda Vision. Thì phiên bản có màu đen mờ và trắng đỏ có giá khoảng là 35 triệu 300 ngàn đồng. Và phiên bản đỏ trang bị khóa Smart Key có giá là khoảng 35 triệu đồng. Và các màu Smart Key còn lại có giá khoảng là 34 triệu 300 ngàn đồng. Và cuối cùng là phiên bản tiêu chuẩn không có khóa Smart Key, trang bị khóa thường, có giá khoảng là 31 triệu 800 ngàn đồng. Tục là thứ tư là Honda SH More. Thì Honda SH More phiên bản cá tính trang bị phanh ABS có giá khoảng là 74 triệu đồng. Và phiên bản trang bị ABS có các màu còn lại thì có giá khoảng là 66 triệu đồng. Và cuối cùng là phiên bản trang bị phanh CBS màu đỏ đô là có giá khoảng 63 triệu đồng. Và tất cả các màu còn lại là có giá khoảng 60 triệu đồng. Đó chính là Honda SH125 nha các bạn. Thì phiên bản trang bị ABS có các màu có giá khoảng là 98 triệu đồng. Và phiên bản không trang bị phanh ABS, chỉ trang bị phanh CBS á, thì có giá là khoảng 88 triệu đồng. Tiếp tục là Honda SH150. Thì Honda SH150 á, phiên bản trang bị phanh ABS màu đen mờ có giá khoảng là 118 triệu đồng. Và các màu còn lại là có giá khoảng là 117 triệu đồng, rẻ hơn ở so với phiên bản đen mờ khoảng 1 triệu đồng nha các bạn. Và phiên bản trang bị phanh CBS màu đen mờ có giá khoảng là 109 triệu đồng. Và các màu còn lại là có giá khoảng là 107 triệu đồng.
Tiếp tục là Honda Lee nha các bạn. Thì Honda Lee có hai phiên, có các phiên bản sau là phiên bản đang mờ có giá khoảng là 42 triệu đồng và phiên bản đặc biệt có giá là khoảng 41 triệu 500 ngàn đồng. Và cuối cùng là phiên bản tiêu chuẩn có giá khoảng là 39 triệu đồng, cũng là phiên bản rẻ nhất. Thứ 8 là Honda Future. Thì Honda Future phiên bản đen mờ trắng á, có giá khoảng là 36 triệu đồng và phiên bản mâm đĩa có giá là khoảng 35 triệu đồng. Và cuối cùng là phiên bản cam đĩa có giá khoảng là 33 triệu đồng. Chính là Quay Alpha 110. Thì Quay Alpha 110 chỉ có phiên bản duy nhất thôi. Thì các màu đều có giá là khoảng 19 triệu đồng nha các bạn. Tiếp tục nữa là Honda Sonic 150. Thì phiên bản màu trắng đỏ là có giá khoảng là 69 triệu đồng. Và các phiên bản màu mâm đỏ, mâm đen đồng giá là 66 triệu đồng. Và tiếp tục đó chính là Honda Vario. Thì Vario hiện tại bên mình có hai phiên bản. Đó chính là phiên bản 125 các màu có giá khoảng là 43 triệu 500 ngàn đồng. Và phiên bản 150 các màu có giá khoảng là 54 triệu đồng. Và như vậy là mình vừa tổng quát giá xe các phiên bản mới nhất hiện hành của Honda do Honda sản xuất. Và các bạn có thể xem tham khảo cũng như lựa chọn cho mình một chiếc xe thích hợp vừa túi tiền của mình cho dịp cuối năm. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Nhớ đăng ký kênh cũng như like clip để ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.